chạy khỏi được quyền lực của quỷ gia tăng, chẳng một ai chạy khỏi được đâu. Nếu mà cái đó không thực sự ăn năn sám hối, cậy trông vào cha trời thượng đế toàn năng, ông bà tổ tiên chúng con dạy là phải thờ ông trời, kính sợ thượng đế, kêu tới ông là ông trời. Phật Ấn Độ thì tiên xưng là thiên thượng, thiên là thiên liên, thượng là thượng đế, thờ thượng đế là thờ Chúa Cha đó. Chúa Giêsu thì thờ Chúa Cha đương nhiên, và kêu gọi nhân loại mau mau thờ Chúa Cha và sống theo những điều chỉ dạy của Ngài. Vâng, thưa mẹ, con không còn lời lẽ gì để mà tâm sự cùng đồng bào con nữa, bởi vì đồng bào con đã chai đá rồi. Tiếng Việt chúng con nói là hết hết thuốc chữa rồi. Bây giờ phải cần tới thuốc này, thuốc tiên chữa không được, tại vì con mang thuốc tiên tới đây mà họ chưa thấm. Mẹ ơi, bây giờ chúng con kính xin mẹ, xin cha trời thượng đế toàn năng là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh ban cho một liều thuốc. Thuốc này là cái bằng, tức là những phép lạ vĩ đại là cần có, quan trọng lắm. Nhạc tĩnh tâm có rồi đó, đồng bào đang nghe bấy lâu nay và đang nghe trong cái video background đây. Bây giờ con xin một điều, xin mẹ, xin Chúa Giêsu làm ơn cho chúng con được chụp một phép lạ nữa trong một ngày rất gần đây, vào dịp cuối tuần. Xin cho phép lạ của cha trời thượng đế toàn năng tỏ hiện ra tại công viên Liberty thuộc thành phố Westminster, tọa lạc trên đường Monroe, tức là ngã tư Westminster Avenue, đối diện tòa thị xã Westminster City Hall. Đó, phía bên kia là phía bên tượng đài chiến sĩ vượt Mỹ, còn cái phía bên này đó là đường Monroe. Còn đường mà phía bên All American Way là đi về hướng tượng đài chiến sĩ vượt Mỹ, còn hướng bên kia là hướng Monroe, tức là công viên Liberty. Chỗ đó thì có thể chứa đến hàng ngàn người đó. Và chỗ đó thì bầu trời thì không có bị án những cái tòa building. Thì bây giờ con ước ao xin Đức Mẹ cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh cho tỏ hiện ra một phép lạ thôi, vĩ đại. Cũng giống như những phép lạ vĩ đại mà Chúa Giêsu đã tỏ hiện ra từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà sau ngày 30 tháng 4 vừa rồi thì chẳng có phép lạ nào hiện ra. Thì bây giờ thì con ước ao được một phép lạ vĩ đại nữa. Mà trong lúc phép lạ vĩ đại sắp tới này do Chúa Giêsu hiện ra thì đương nhiên rồi, ban cho. Không biết là phép lạ hình ảnh gì, nhưng mà chắc chắn là do Thiên Chúa Giêsu ban cho, bởi vì Thiên Chúa Giêsu Ngài chính là Thiên Thượng. Sau khi Ngài chết đi sống lại, Ngài về trời, thì tất cả quyền năng ở cõi càn khôn trên trời dưới đất đã được trao cho Ngài. Từ giây phút đó Ngài là Thượng Đế. Ai tin không tin là quyền của mỗi người. Sau này bị luận phạt, xét đoán, rồi bị trừng phạt tùy theo tội nặng nhẹ thì đáng chịu. Nhưng mà con biết Thiên Chúa Giêsu Ngài là Thượng Đế. Thì bây giờ con xin Thiên Chúa Giêsu làm một phép lạ nữa tại công viên Liberty Park vào dịp cuối tuần. Thì bây giờ con xin được Đức Mẹ dâng lời cầu nguyện đặc biệt cùng Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh ban cho chúng con một phép lạ trong những ngày sắp tới đây tại công viên Liberty thuộc thành phố Westminster, tọa lạc trên đường Monroe, đối diện ngã tư Westminster và All American Way. Thì thưa mẹ, xin mẹ nhận lời con cầu xin. Xin mẹ Maria, chúng con kính xin mẹ, kính lại mẹ, xin mẹ cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh cho chúng con được tội nguyện.
Và ngày giờ thì thưa mẹ, nếu có thể thì mẹ cho đồng bào chúng con tập hợp vào 10 giờ sáng ở tại công viên Liberty Park mỗi thứ bảy để cầu nguyện với tinh thần thống hối, sám hối, để rồi chúng con sẽ nhận được một phép lạ vĩ đại mà đồng bào chúng con nhiều người được chứng giám, để rồi đồng bào chúng con sẽ tự quyết định dứt khoát đáp lại lời mời gọi của Thượng Đế. Có thể như vậy là một cái dịp để cho đồng bào chúng con thức tỉnh để mà đồng hành cùng con làm việc. Hoặc là nếu mà Thiên Chúa Giêsu nghĩ rằng không cần thiết nữa thì xin Thiên Chúa Giêsu ban ơn đặc biệt cho đồng bào chúng con ở tại On Cao Thi đang nghe đài, nghe chương trình. Hãy mau mau sốt sắng quyết định dứt khoát đồng hành cùng chúng con gấp để phụ giúp chúng con có đầy đủ ngân sách làm việc, không được gián đoạn. Việc này quan trọng quá, quan trọng nhất từ trước đến nay, kể từ ngày sau khi Thiên Chúa Giêsu về trời. Kính xin Đức Mẹ dâng lời cầu nguyện đặc biệt ban cho con đầy đủ phương tiện ngân sách bởi đồng bào chúng con phụ giúp, và nhân lực, tài lực, trí lực, dũng lực, tâm lực, bi lực, bi lực, tâm lực, trí lực, dũng lực, tài lực và tiền lực, đầy đủ, phải có đầy đủ phương tiện ngân sách đầy đủ để con dễ dàng làm việc hơn. Và con biết đây là sự thử thách của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, thử thách lòng mỗi đồng bào chúng con, chứ không phải là Thượng Đế nghèo khó gì hết. Bởi vì ngay cả bản thể của con người cũng là của Thượng Đế ban cho, thì tất cả những của cải, công sức, thời gian, sự hiểu biết cũng là do Thượng Đế ban cho thì mới có, chứ con người lấy đâu mà có, mà sống, mà làm, mà học hỏi, mà tiến hóa để rồi được hòa nhập cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Thưa mẹ, con mệt mỏi lắm rồi mẹ ơi, mẹ làm ơn mẹ cầu nguyện đặc biệt, xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho con được tội nguyện. Con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu. Amen.